Rồi, hello nha anh em. Hôm nay về mới về bé đầu kim. Con này 208 ha. 208 đầu đổ xuống máy còn chắc lắm nha anh em. Cái dòng neo này. Xe này nó đẹp dữ lắm á. Xe này phải gọi là xém cọp đấy. Chứ đối với em thì cọp thì nó chưa cọp đâu. Này là nếu mà cái tầm đánh giá của em là phải xém cọp thôi. Đó, cũng như là beo gấu này ra thôi chứ cầm nó vàng này nè, chứ cọp thì chưa cọp với em đâu. Đây cái đồ mỗi người mỗi khác ha, đồ em nó mặn lắm, quá trời ốc đó. Vàng bạc nè, cái chống dựng chim đó luôn. Máy này nó phớt phớt xíu là em không dám xử lý đâu, để gì gì luôn đó. Chứ mấy cái này dễ lắm, phun nhẹ phát một đen thui thôi. Đó là so nè. Quay anh em từ ngóc ngách giò thay là số hết cái đẹp anh em ha, cái màu gam của nó gam, còn cao su này cũng chưa có thay luôn rồi. Cao su rất chi người chạy với người ngồi sau còn ở chân anh em dòm. Ốc của nó đây nè, điều gan xe luôn. Cái sườn nó này đẹp vui. Con này áo zin dán keo lột ra nó còn bận nữa nè. Mà nó có thay mỏ dè và dưới mặt nạ với ốp đầu, thay ba cái màu đó. Dán keo rồi lột không nổi anh em nha, nó bị chết keo phải thay thôi. Cái này để cho nó đẹp. Tặng nghe mẫu rồi đã ha. Mẫu nhìn khoe. Mẫu này mà anh em về mà đưa cặp mâm vô nhìn cứ ngắt luôn ha. À, tại vì có cái mẫu á. Đưa cặp mâm nó cứ ngắt. Ở đầu bỏ nè. Khúc này là mà cái khúc là gạch nhất cái khúc này nè. Hết những cái đầu bò này chưa hết ha, cái đầu bò này là kêu là giống như cái cây lúa, cái cây ATM á, mà bọn này nó rút tiền chờ ngược trong túi bán đi nghe. Về sau nè, sau rất gì nè, giữ cái đen nè này, thường là dán keo nó không có dán mấy này đâu. Mặt phục đẹp, hết biết cái phục luôn. Con này may cái là nó không có gắn cái ổ khóa ha. Em ngâm lâu lâu em xem ha. Dắt gì đâu đây, mình đâm mây á, mình quay coi từ chơi, từng chi tiết của nó mới đã. Ốc nó gọi tới đâu khơi nữa đó, cái dàn ốc đi cái dàn gam dàn bạc. Trời, cái đầu bò đẹp. Đẹp theo năm tháng nha anh em. Chứ không phải rồi, thì có soi mấy chiếc full LED đời mới chết luôn. Nó vàng cảo rồi anh em. Nó vàng á. Tức là cái nước gam á, cái lớp gam nó còn á. Đó. Chứ không phải mà nó chưa có đục luôn á, nó chưa có đục ngóc luôn. Đó, nó chưa có đục cái nước gam luôn. Nó còn vàng mà nó vàng nó bóng luôn á. Đẹp không? Đó. Trong vàng trong luôn. Mấy chấm xanh ở trong còn chứ. Cái bô đó nè. Thường thường là anh em mua xe là thường là cái bô là cổ đó có còn lắm. Những chiếc 50-60 cũng sơn lại chân. Còn bô đen khui luôn. Không sơn luôn nha anh em, để vậy luôn. Dòm vô thắng đó nè. Có biết chưa? Cốt vừa đạp thế này, trắng tươi luôn anh em ha. Neo bây giờ nó cũng khá ít, không có nhiều như trước đâu anh em. Với giá bây giờ cũng phải như xưa nữa.
Em bán cái dòng này cũng nhiều năm dữ rồi, hồi đó giá tốt lắm, bây giờ khác. Con này thì giá hàng 4 thôi nha anh em, báo cho anh em sơ sơ nha, gì để anh em nào cũng phụ thấy phù hợp thì alo. Đẹp, kể cả em thấy mà mấy con mà quay Thái anh em, quay Thái 2024 đó, bây giờ luôn thấy nó làm mấy cái đồ gam đồ xi nhìn coi không được luôn, thật sự anh em. Không phải mà mình cầm mình chơi rồi đấy, mà mình bán cái xe của mình mà nó thật sự không, nó sờ sờ đây nè, chứ không đâu, nhìn nó kỳ lắm anh em, nó kỳ lắm. Bởi vì xe mới mẫu quay Thái bây giờ bữa nay nó còn có bảy mấy nè anh em, giờ thấy nó kỳ không, nó đẳng cấp như bằng con neo không, kỳ thật sự luôn á, cả cái cao su được gì kỳ lắm anh em đó. Đồ gam nước xi máy của chút béo không, nó thật luôn, nó là đồ Thái thiệt, nhưng mà nó cũng vẫn không đủ đẳng cấp, thấy không? Hay dòm cái nước gam của ta nhìn ghê không, mình nhìn thôi mình cảm nhận được cái độ chắc của nó, chống giật dưới nó quá trời luôn, nó còn rất là đẹp. À, gấp sườn đó nè, giữ chưa đó. Cái bồ quá trời, cái bồ đít điếc vậy, nó còn thui luôn ha, đó đang thui thẳng băng luôn. Thùng xăng quá đẹp, giống như mấy cái chi tiết nhỏ 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 vậy, để mình đảo ra sáng coi nó mới phơi. Từ từ anh em ha, lâu lâu cái xe đẹp mình quay chục ngoài khúc đi đó, chi tiết mặc dù nhỏ thật nhưng mà anh em đam mê xe là có ý chứ. Dòm nữa nè, sắc sảo đẹp, có gạch gù cùm gì còn zin hết á, bao da còn chân, đồng hồ trong veo anh em nhé. Ha, dù mặc dù là nó đơn giản nhưng mà nhìn cái ghim theo xe nhìn nó phê thế nào á, mấy chữ trắng trắng này đầu nó xuống vàng á ha, nó ngà ngà hơi, nhìn nó sắc sảo từng chi tiết. Cái này bán đồ mình sườn này zin nha, mình sườn zin tem zin ốp hông này nè, bánh bẩn trong rồi bẩn màu xám rồi nó còn zin á, chỉ có thay cái phần đỏ phía trước thôi. Nhìn đồ phê thiệt, nãy nhất cái mày này đó, đơn giản nó nhỏ thôi, tới bây giờ 2008 tới giờ mà gắt chân mới có phân phớt. Nó ghim nó nghe nè, tại vì mình nhìn cái nước sơn mình biết cái sơn của mà chân chống dựng mới giờ nó dày lắm, nó dày lắm, nó không có mỏng như mình thấy, nó mòn rất là mỏng. Cái tiếp theo là cái lò xo của cái loại mới bây giờ đó, anh em mua về á, kể cả cái chất gam của dàn ốc dàn lò xo nó không có vàng đâu, nó rất là trắng nè, nó trắng tát à. Mấy cái dòng hay neo mà 2007, 2006, 2007, 2008 khỏi suy nghĩ, máy khỏi suy nghĩ, 2009 còn bựa như nè. Em thường thường có mấy anh em thợ hay ngồi nhau tâm sự lắm, tại vì làm xe nó dính hoài anh em. 2009 nó rất là ngặt, một cái là nhiều cái xe, các xe nó còn rất là mới luôn, mà cái máy nó không im, không chắc, nó thật sự anh em luôn, 2009 á. Bởi vì tụi em mà mua mà dính 2009 em ớn lắm, bị lỗi hay sao mà thấy nó cũng có một khuôn ngọt ra mà mình không hiểu,
cái đó là mình không hiểu thật luôn á, chứ không có máy, không có hơi, không có ngọt ngào như gì đâu. Giọng 209 á, 209 hàng 10 đó. Hôm đi ăn gian coi xe của ông anh ở bên Chi Tôn á, xe ông vỏ cặp luôn á anh em, 209 vỏ còn luôn, mà cái máy nó khó trời. Cái máy nó lúc kêu lúc hồng, cọc 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 cọc, kêu nhẹ ở trước chỗ cái bích tông, lúc kêu lúc hồng, lúc kêu không, em ngán quá em bỏ luôn, không lấy luôn. Nghe tả xe đẹp mà đẹp thiệt, chất xe đẹp lắm, 209 nó cũng màu đỏ xám đỏ giống gì này. Mà vô coi đỏ đen chứ, đỏ đen, vô coi vỏ còn cặp luôn, dày cui luôn, mà cái bích tông không sao, không hiểu sao nó kêu lúc không. Về bán anh em cũng ớn quá, dưới giá cũng tê quá, phải xe nó không có lỗi đó thì mình chơi luôn rồi, còn cái này nó bị đó cũng khó chịu, không có dám mua. Hết biết nhà ốc nãy thì chứ nó cái xe đó nó nằm ở